Bạn đã từng thấy những cây gỗ này ở đâu chưa? Hàng rào lúc này được tận dụng lại những cây pallet cũ để tạo nên những sản phẩm như thế này. Đây là một trường mầm non ở quận 7. Chị chủ trường dùng những vật dụng thân thiện xung quanh chúng ta để biến chúng trở nên diệu kỳ. Hình ảnh được tham khảo trên Pinterest cùng với hình ảnh đã được vẽ ở trường cũ. Và đây là cơ sở 2. Cùng ngắm nhìn lại thành quả của team tụi mình. Giờ thì mình cùng vào bên trong nhé. Đây là những khối gỗ lồi lõm đầy màu sắc mà cả chị và tụi mình đều rất ưng khi hoàn thành xong. Không biết mọi người có thấy kỳ công không, nhưng mà tụi mình làm xong tụi mình thấy rất vui. Dù cũng đuối chứ không phải là không đâu nha. Giờ là tới chuyên mục cây cỏ nè. Bay cao nào, nhảy cao nào, bay cao nào, nhảy cao nào. Nào nhảy cùng wow wow. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm, một vài bông hoa. Nhưng mà tiếc quá, ở đây chỉ có cỏ thôi chứ không có bông hoa nào hết trơn nha. Và sau đây là màn kê nét như in của team tụi mình. Các bạn có thể nhìn thấy những dòng chữ này, đó là bao nhiêu sự tỉ mỉ của team mình đó. Còn phía trên là thể hiện cho những nét vẽ nghịch ngoạc của trẻ con. Đây là khoảnh khắc vẽ biển hiệu gỗ rồi một đêm tối mà mình quay lại được. Nó đáng yêu xỉu luôn á trời. Kế tiếp thì là học cụ thôi. Tụi mình tô lên màu gỗ có sẵn. Cái cây xanh xanh, lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hót líu lo. Nhưng mà đây không có chim nào hết. Còn đây các bạn có nhận ra là mình đang vẽ trên gì không? Là những cô dì chú bác anh chị em họ từng tực được vẽ trên những cây cọ bản và cọ nhỏ nè. Đi lên tầng trên là một cái tivi bự chả bá lửa luôn. Trên đó còn có bé Wow nữa đó. Bên trong phòng họp là hình ảnh các bé Wow ôm tất cả mọi thứ vào lòng nhằm giúp cho bọn trẻ biết yêu thương mọi thứ xung quanh mình. Bức tranh này đề cao suy nghĩ và sự sáng tạo ở trẻ để việc dạy và học trở nên thú vị hơn. Ở trên có thêm cái tivi màu xanh nữa nè. Tiếp theo, mời bạn đến với chuyên mục kè chữ. Wow, xinh dã man luôn á. Chuyên mục kể chuyện trên cao nha mọi người. À, các bạn có đọc được gì không? Đó là cảm ơn bạn. Vì điều gì cơ? Vì đã có mặt trên đời. Thôi giờ mình đi xuống chơi nhạc với chơi bắn nước đi. Dưới nước thì phải có cá koi. Hãy cùng ngắm nhìn cách mà tụi mình tạo ra những chú cá koi nha. Nhưng mà cái này nó không để dưới nước mà nó treo trên trần hay gì. Giờ thì thả cho cá bơi thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những công trình sau. Bye bye.